Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà các bạn có thể tự ở nhà thay nhớt để cho nó rẻ và mình đảm bảo được cái nhớt hay là nó nằm cái nhỏ nha. Hiện tại mình đang dùng một con Yamaha Taurus. Bây giờ mình sẽ đi vào cái cửa hàng chính hãng của Yamaha, mình sẽ mua nhớt về và thay qua lại cho anh em xem. Rồi bây giờ mình đang đứng trước cửa hàng của Yamaha, bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào mình mua nhớt nha. Ok, cái địa chỉ của khu này đó là 557 cửa hàng Hồng Yamaha Hồng Phát nha. Đây bây giờ mình sẽ vào mình mua tại trước đây. Thế là ông vào ông mua cho nhớt tí ra liền. Chị lấy dân tiền nhớt chị, tiền nhớt của xe Taurus đó chị, nó 100 đây 0.8 lít đó nhìn chị. Anh em như vậy là mình đã mua được chai nhớt nha. Thì xe mình là chiếc Taurus Yamaha đó. Rồi mình sẽ vào mình nói nhân viên người ta cho mua, mình mua nhớt cho xe Taurus. Rồi để chắc chắn thì mình nói luôn cái loại 0.8 lít nha. Và mình nói người ta bán là người ta bán cho mình nhớt đó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi về nhà để mà mình thay nhớt nha. Ok anh em, bây giờ mình sau khi mua nhớt á, thì mình phải chuẩn bị những cái dụng cụ để mà mình tiến hành thay nhớt nha. Đầu tiên quan trọng nhất là anh em phải chuẩn bị một cái T và có đường kính là 12 để mình vặn con ốc nhớt. Lát nữa mình sẽ quay con ốc nhớt cho bạn xem nha. Rồi còn một cái anh em có thể dùng một cái kìm hoặc là hai dụng cụ như thế này để mình mở ra cái nắp. Mình không có cái kìm nên mình sẽ chơi chiêu như thế này. Rồi mình sẽ mở ra. Rồi. Bây giờ mình sẽ thăm nhớt, mình sẽ lau cho nó sạch nhớt đi để em là mình đạt vào á lên trên nhớt. Thì anh em sẽ thấy đúng không? Ở đây cái que của Taurus nè, anh em sẽ thấy một cái thăm nhớt không, có một cái khớp này đây, rồi xuống chặt có một khớp nữa và tới khớp này đó. Thì cái nhớt á là nó đủ yêu cầu khi mà nó đầy cái mạch này. Và thứ hai này, nói chung là từ đây cho đến nửa cái đây là nói chung là ok, nhớt như vậy là ok, nhưng mà đầy hai mạch là tốt nhất. Và các bạn phải dựng chân chống đứng lên nha, rồi bắt đầu mới tham, tại vì lúc đó nhớt nó mới cân bằng được. Và bây giờ mình sẽ đặt vào. Rồi, anh em sẽ thấy một cái lỗ nhớt đúng không? Đó. Thì mình sẽ đặt vào. Thì các bạn sẽ thấy những cái lỗ rang này, mình đặt vào mình không có vặn nha. Mình chỉ đặt cho nó vừa đụng một cái rang thôi. Đó. Không vặn cả. Đó, rồi sau mà mình sẽ rút ra. Và mình sẽ coi. Đây, bây giờ mình sẽ qua cho anh xem này. Các bạn sẽ thấy là cái nhớt đúng không? Cái nước nó dính đó, nó vừa đủ hai vạch. Vừa đủ hai vạch luôn thì chứng tỏ là cái xe mình nó chạy ok, nó không bị hao nhớt gì cả. Đó, như vậy nha. Nó ít hơn á là các bạn phải đi kiểm tra, có thể là nó bị rò rỉ ở đâu đó. Nó sẽ bị chảy nhớt. Còn nhớt của mình như vậy là ok. Đó. Bây giờ mình sẽ lau đi và mình sẽ đóng lại. Đóng hờ thôi các bạn. Lát nữa mình vặn sao. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên trái của xe để mình tiến hành mình lưu ý là mình phải chuẩn bị thêm một cái ca nữa nha, ca để mình đũa nhớt luôn. Nó mình đặt cái như nào nè, là mình canh cho nó vừa á lúc mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình quẹt nha, mình sẽ canh vừa cái ca để cho nó chạy nhớt rồi.
mình sẽ dạng vặn ngược chiều kim đồng hồ để mình tháo thôi nha. Mình vặn từ từ thôi nha, tránh để bị tuôn cái rang á, thì sau này nó rất là khó. Ây, mới vừa bật ra luôn á, nó bật ra nó kiểu có cốc luôn á. Rồi mình cứ vặn từ từ nhẹ tay thôi nha, không có gì mà phải gấp hết. Vặn từ từ là nhớt nó sẽ tự động nó chảy ra. Anh em vặn từ từ nha, đợi nó chảy ra rồi mình hãy lấy ốc ra. Đó, nhớt nó chảy ra thấy không? Rồi bây giờ mình lấy ốc ra này, chấm cho nó sạch vào. Đó thì thấy không? Mình nó lấy được ốc nhớt rồi thôi. Thì nhớt, cái bộ nhớt của nó là 0.8 lít nha. Đó, mình thấy nhớt nó chảy vào cà đúng không? Ở 2.000 cây là mình thay nhớt. Anh em cứ chạy đủ 2.000 cây là mình tiến hành thay nhớt thôi nha. Thì mình tự thay á, có cái là nó không. Rồi bây giờ mình sẽ nghiêng cái xe cho nó chảy hết ra. Rồi, nó cũng khá sạch rồi á. Bây giờ mình nè, sau khi mình nhớt nó chảy ra hết á, mình sẽ tiến hành mình để cái ốc mình vặn lại thôi. Đó, cứ cọ vào lại, vặn lại thôi anh em. Mình vặn sơ thôi nha, đừng có vặn chặt quá. Chỉ cần vừa ra mắt anh em siết một cái nữa là nó xong rồi, đừng có bằng chạc quá. Nó không xong rồi mình lấy cái chai nhớt á, mình đổ vào, và sau khi đổ xong á, mình lấy nhớt cũ này mình đổ vào chai đó rồi mình đi bỏ. Này, này 0.8 lít mà mình sẽ thay. Mình sẽ qua bên này để mình qua lại. Trước khi đổ thì mình nhớ các bạn chạc cái ngóc ốc nhớ vào nha, chứ để mình đổ theo nó chảy vào đầu kia nữa. Rồi thì mình sẽ đặt ở đầu này. Rồi thì bây giờ mình đổ vào. Thì đối với cái xe này thì mình đổ đầy luôn, tại vì nó thiết kế là đủ 0.8 lít cho chiếc Taurus này, mình cứ đổ đầy thôi. Anh em đổ từ thôi nha, nó cẩn thận để nó đổ ra ngoài. Thì bạn nào kỹ á, thì mình cứ để trong một cái phễu á, rồi mình đổ vào, nó khỏi sợ bị đổ ra ngoài. Rồi sau khi đổ xong thì mình để cho an tâm thì mình kiểm tra. Đây mình sẽ lau lại cái thanh nhớt và mình kiểm tra lại nhớt thử nó đủ chưa. Rồi đặt vào. Rồi thả ra. Đây anh em thấy không?
nó sẽ trên cái vạch đó một tí. Rồi, nó cũng ok nha. Rồi nó đủ xong thì mình lau sạch đi và mình vặn lại là sẽ xong, xong cái quá trình mà thay nhớt. Rồi anh em siết lại đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng luồng siết lại, siết sơ thôi nha anh em, đừng siết chặt quá, siết một cái được rồi. Đó rồi, mới vừa thay xong nhớt cho chiếc xe của mình nha. Thì nó cũng khá là đơn giản thôi, thì mình tóm gọn lại là các bạn, một đó là các bạn đi mua nhớt và các bạn hãy nhớ vào đúng cái cửa hàng của Yamaha mình mua cho đảm bảo, mà nó có giá chỉ 80.000 thôi là cái cho chiếc xe Taurus của mình là mình đủ để thay nhớt rồi nha. Rồi thì mua về sau là các bạn cứ chuẩn bị một cái tê có đường kính là 12mm và một cái đồ để mà mình vặn cái que thăm nhớt ra, để cái nơi để mình đổ nhớt vào đó mình vặn ra, thì cái dùng một cái kìm hoặc là một cái gì đó để mà nó mình vặn ra được rồi nha. Rồi các bạn lưu ý là lúc mình vặn á, vặn vào á thì mình vặn sơ thôi, đừng có vặn quá chặt. Rồi thì đầu tiên á là các bạn xả nhớt là bằng dùng cái tê á, bằng vặn vào cái chỗ con ốc xả nhớt để cho nhớt chảy ra hết ra. Rồi chảy hết ra rồi mình sẽ vặn cốc nó lại để nhớt kín, sau đó mình mới tiến hành mình lấy cho nhớ mình đổ vào cái chỗ mà tháo và xăm nhớt á, đổ vào xong rồi mình kiểm tra lại nhớt cho nó có thể đủ chưa, rồi xong là mình dùng que mình vặn lại là ok. Đó là cái quy trình để mình thay nhớt, nó rất là đơn giản, thì các bạn có thể thực hiện tại nhà để mình có thể tiết kiệm chi phí cũng như là đảm bảo được cái nhớt của mình mua là nó là chính hãng. Rồi một cái lưu ý nữa là các bạn nên xài một lọ nhớt. Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video review cho anh em xem một cái món ăn sáng rất là rẻ và ngon. Và bây giờ mình sẽ review ra đây là một ổ bánh mì. Giá này chỉ có 10.000 thôi nha anh em. Thì cho bạn xem là trong mạng nó có cái gì. Này, tôi mua đông. Và phải ấn tượng đầu tiên là cũng khá rẻ các bạn. Bánh mì chỉ có 10.000 thôi. Đó, đây là bánh mì thịt nướng nha. Đây, em nói đây. Bây giờ mình sẽ khoai thì nó có gì. Đây là sẽ có rau ngò, thịt nướng, thịt heo thôi. Thịt heo chắc cũng được 1, 2, 3, 4, 5 miếng á. Được 5 miếng thịt nướng và trong đó bỏ đu đủ nè, cà rốt và ngò. Rồi một vài cái cọng ức sắt. Đó, ổ này là 10.000 thôi. Thì mình đó, bây giờ mình sẽ ăn thử coi thì nó ngon không nha. Chưa tới, má ăn chúng nó giỏi à, chưa được thịt. Mình ăn chủ yếu quan trọng cái thịt coi nó ngon không nè. Ra thì mình thấy các bạn sinh viên rồi đó, thì qua này mua cũng được, ăn vừa tiết kiệm ngon. Thịt nướng là mình thấy người ta nướng liền tại chỗ luôn á, chứ không phải để lâu đâu.
nướng nó bắn liền luôn. Từ đó thì có hai cô, không ba cô á, ba cô phụ bán, hay có một cái rổ bánh mì đạt đó, và một cô thì nướng thịt, một cô thì bỏ mấy cái đồ vô để bán và thu tiền. Ngon, ngon các bạn. Đến như là mình ăn cái thịt đó, mình cảm giác như là nó mới, thịt nó mới, không phải để lâu. Thực ra là nó trộn giữa một ít mỡ cỡ 70% nạc và 30% mỡ. Nhưng mà ngon các bạn. Ăn là nó có thêm một ít ớt á, nghe mùi nó hơi nồng tí, ăn rất là đã. Cái này mình vương bận nếu mà ăn được cay á, bỏ ớt vô cho ngon. Không ớt vô nó khác liền à. À có cả cái gì đây là cái gì? Quả gì? Dưa vậy, cái gì dưa các bạn? Quán quá rồi. Con chân cho tôi nha. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Dưa leo. À đúng rồi, dưa leo. Có dưa leo nữa. Có thêm một miếng dưa leo nha các bạn. Và hành nữa. Một vài cọng hành trong đó. Cọng hành chắc là cái cọng mà người ta bỏ vô cái nước á, nước sốt các bạn nha. Ngon ha, thịt nhờ. Ái cũng tẩm à. Còn ngon không bây. Trong 10 ngày ăn sáng dạy được, quá được. Bạn này ăn nhiều thịt quốc luôn, hai ổ luôn. Nó rất ngon lắm à. Ở đây ớt đỏ thì ớt bình thường thôi. Ăn các bạn ăn vừa vừa nha, ăn được có cán nguyên miếng nha là nó cay lắm á. Có cái cà mình dính rồi, bứt luôn. Đỏ cay lắm đâu. Nó cũng cay vừa vừa các bạn, không cay lắm đâu. Chỉ 10.000 thôi nha các bạn. 10.000 thôi có một ổ bánh mì ngon, chất lượng, thịt heo nướng tại chỗ. Mà các bạn đi trễ trước là phải đợi nha. Nãy mình tới cũng hay nha, cũng còn sớm. Thôi đợi chắc có 4 người á. Rồi, nè. Đó là đưa hôm nay mình chia sẻ các bạn một cái địa điểm mua đồ ăn sáng chỉ 10.000 là rất phù hợp với những bạn sinh viên. Và nhắc lại đó là địa chỉ, là mình không nhớ địa chỉ, nhưng mà nó ngay chỗ đoạn nó bay giao với Nguyễn Văn Lực và đường số 4 Linh Tai, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok. Xin chào mọi người nha.